Vâng, xin chào tất cả anh em. Chúng ta hôm nay sẽ quay trở lại với ngày thứ sáu với chủ đề là tạo sơ đồ đấu nối chi tiết cho hệ thống điện mặt trời. Thì trong phần tài liệu này Solar 24 giờ có để một số thông tin anh em chúng ta cần chuẩn bị cho quá trình mà vẽ sơ đồ đấu nối chi tiết trên phần mềm AutoCAD. Thì cái đầu tiên ở đây đó là catalog các thiết bị sử dụng. Catalog thì nó chứa các cái thông thông số kỹ thuật để anh em chúng ta ghi chú trên bản vẽ sơ đồ đấu nối chi tiết. Thì bao gồm các thành phần như là tấm pin này, inverter, CB cầu chì chống sét. Và tiếp theo thì anh em chúng ta sẽ tham khảo một số bài viết lựa chọn các cái thiết bị trong hệ thống trên website solar24h.com. Thì link ở đây solar24h đã để sẵn cho anh em. Anh em có thể copy và dán lên trình duyệt để chúng ta tham khảo các bài viết đấy. Ok, thì nội dung chuẩn bị đơn giản chỉ như vậy thôi. Chúng ta sẽ đi vào phần chính trong ngày hôm nay. Đó là cái sơ đồ đấu nối chi tiết. Thì tương tự như các cái cách vẽ trước giờ anh em chúng ta thường thường làm, đó là chúng ta sẽ vẽ bên model và tham chiếu trên paper space. Ok, chúng ta sẽ vào phần model này. Rồi, thì hệ thống trước anh em chúng ta thiết kế nó bao gồm 8 tấm pin và đưa vào trong inverter 2 kW. Trong cái sơ đồ đơn tuyến hôm trước thì anh em chúng ta đã quy định là thứ nhất dàn pin này, rồi đi xuống chống sét. Chống sét thì tới cái CBDC. Sau CBDC thì sẽ đi vào cổng ngõ vào của inverter. Và ngõ ra AC thì nó sẽ đi qua một cái CB AC. Và cuối cùng là đường dây nó sẽ đi tới cái điểm hòa lưới nằm ở tủ đóng cắt chính của ngôi nhà. Thì hôm nay chúng ta sẽ vẽ cái sơ đồ đấu nối chi tiết với mục đích là để anh em thi công nhìn vào họ có thể đấu nối được. Chỉ đơn giản là như vậy. Và có một cái điều nữa là sơ đồ đấu nối chi tiết nó cũng một phần nào giúp chúng ta lựa chọn được cái thiết bị. Vì tất cả các thông số thì hầu như anh em sẽ ghi chú ở trên bản vẽ đấu nối chi tiết này. Về các thông số dòng áp, về các thông số điện, rồi kích thước dây dẫn, size của CB, dòng định mức của CB, vân vân và vân vân. Thì những vấn đề đó chúng ta sẽ làm bật lên ở sơ đồ đấu nối chi tiết. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu với cái phần đầu tiên, đó là 8 tấm pin. Thì đối với sơ đồ đơn tuyến, 8 tấm pin chúng ta sẽ không có vẽ cực tính mà chỉ có vẽ một cái đường nối thôi. Nhưng mà khi đã bước vào sơ đồ đấu nối chi tiết thì chúng ta cần phải vẽ đúng cái tên của nó là chi tiết hơn, bao gồm cả cực tính. Ok, thì chúng ta sẽ thể hiện như sau. Mình sẽ vẽ lại tấm pin hôm trước. Anh em sẽ vẽ lại nhé. Rồi. Thì sau khi có phần này xong, sau khi có cái này rồi, chúng ta sẽ tiến hành vẽ thêm cái cực tính cho nó. Đó là dấu cộng và dấu trừ. Rồi, mục đích phân biệt cực tính là để chúng ta biết được là cái cách kết nối các tấm pin như thế nào. Thì đối với những anh em làm quen thì rất là đơn giản. Tuy nhiên những đội thi công mới thì cái bản vẽ chi tiết này cực kỳ quan trọng cho các anh em. Cái này hơi nhỏ, mình sẽ scale nó lên. Rồi. Cộng. Đó. Mình sẽ để đây là cộng, đây là trừ. Ok, rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tấm pin này hơi lớn so với cỡ này nhỉ. Mình sẽ scale nó lên nữa. Rồi, vậy thì hơi to quá. Rồi, chúng ta sẽ thu nhỏ lại.
nó khoảng 0.8 lần, 0.5 lần đi. Nói tới cái chuyện mà bạn vẽ này quan trọng với anh em mới ấy, là chúng ta cũng biết là những anh em mới thì họ họ có thể là họ chưa tiếp xúc với tấm pin mặt trời bao giờ. Đâm ra khi mà thấy những cái sợi dây trên tấm pin mặt trời ấy, thì họ sẽ khá bối rối. Và đôi khi thì đúng là chúng ta nhìn vào thì vô dễ quá, có hai đầu dây thì cắm lại với nhau, cắm lại các tấm với nhau là xong. Tuy nhiên thì sẽ có một số anh em mới họ không, cái lỗi này thường gặp là như sau, đó là sau khi đấu xong 8 tấm pin thì một số anh em, mình xin nói là một số rồi, một số anh em là họ sẽ cắm luôn cả hai đầu lại, tức là họ ngắn một chàng pin đó. Thì trong những trường hợp, tránh trường hợp những trường hợp hy hữu như vậy xảy ra, chúng ta nên ghi chú trên sơ đồ đấu nối chi tiết. Còn thực sự những anh em làm solar lâu thì chính chúng ta cũng biết rằng chỉ cần có tấm pin inverter và lựa dây dẫn sẵn rồi thì anh em hầu như biết tất cả những cái bước để làm phía sau, thậm chí là không cần sơ đồ đấu nối chi tiết nữa. Đó. Chính cái này chúng ta làm thứ nhất là để tăng tính chuyên nghiệp, và thứ hai là hướng dẫn cho những anh em mới họ chưa rõ về điện mặt trời. Đó là một số chia sẻ. Rồi, và đây là hai tấm pin nhé, thì chúng ta không cần quá chi tiết. Ở đây chúng ta copy thêm một lần nữa đó, và vẽ cái dấu dấu tròn, sau đó chúng ta sẽ hát cái dấu tròn này. Ok, rồi mình sẽ copy làm 3 dấu. Rồi ok nhé anh em. Và chúng ta sẽ vẽ cái đường này ở đây. Rồi, anh em có hai cách, một là chúng ta vẽ qua luôn, hai là chúng ta sẽ cho một số cái nét đứt ở đây để người ta hiểu là chỗ này sẽ là 8 tấm pin. Ghi chú thì chúng ta sẽ ghi chú ở bên bên phần paper sau. Trước mắt thì chúng ta sẽ vẽ bên model cho nó hoàn thành trước đã. Rồi, như vậy hiện nay chúng ta đang có 8 tấm pin. Sau khi kết nối 8 tấm pin này lại với nhau thì chúng ta sẽ được một cặp cực âm dương. Đó, đây là cực dương này nhé anh em. Đây là cực âm. Thì chúng ta sẽ tiếp tục ghi chú ở đây để tránh nhầm lẫn. Rồi mình sẽ copy lên. Vậy thì sau khi kết nối các tấm pin, chúng ta sẽ đi xuống cái phần chống xét. Chống xét thì cái tủ đối với những hệ thống nhỏ họ sẽ thường đặt ở gần inverter. Trong trường hợp inverter đặt trên luôn dàn khung á, thì chúng ta sẽ kéo dây xuống ngay phần tủ điện. Thông thường cái tủ DC đối với hệ thống nhỏ thì họ sẽ đặt gần kế bên inverter luôn. Rồi, thì tiếp theo là cái biểu tượng cho chống sét. Ok. Bây giờ mình sẽ vẽ vẽ cái chống sét. Chống sét thì nó sẽ bao gồm ba cực. Đối với chống sét dưới 600V. Đây mình sẽ tính toán nhé. Cái tấm này thì điện áp hở mạch của nó tầm là 31 nhân cho 8 là 248V. Như vậy thì chúng ta chọn chống sét 600V là ok rồi. Thông thường thì cái thông số điện áp ví dụ chống sét 600, chống sét 1000 á, thì một số anh em có hỏi là ủa và chống sét 1000 thì anh em có thể dùng cho hệ thống 600V được không? Ví dụ như cái hệ thống này chúng ta điện áp hở mạch tối đa là được khoảng 200 mấy V hơn nhiều này đấy, thì anh em hỏi là nếu như sử dụng chống sét 1000V thì nó có quá dư không, thì câu trả lời là càng tốt. Câu trả lời là anh em sử dụng cái chống sét 1000V nó càng tốt so với chống sét 600V.
À, còn về chi tiết thì Solar 4 giờ sau này sẽ có một cái bài viết để phân tích cho anh em tại sao chống xét 1000V thì nó lại tốt, chứ không phải là nó vượt quá cái ngưỡng bảo vệ và không thể bảo vệ cái dàn pin này được. Rồi thì sẽ có một bài viết riêng cho anh em. Còn về cái tổng kết lại thì chúng ta sử dụng chống xét mà cái điện áp điện áp định mức của nó càng cao thì nó càng tốt. Đó, như vậy nhé anh em. Rồi, chống xét 600V thì nó sẽ có thường nó sẽ có hai tép thôi. Và hai tép này sẽ cũng ghi chú là thật ra trên hai cái tép này thì người ta sẽ để là cộng trừ, tức là anh em đấu nối bất kỳ cực nào vào trong hai cái này cũng được, và cái cực còn lại thì nó sẽ nằm ở bên bên cạnh. Ví dụ đây là mình để vào đây là cộng thì đây sẽ là trừ, hoặc là anh em đảo cực cũng được. Đó, vấn đề này rất đơn giản khi chúng ta đấu nối. Rồi, ok. Thì tiếp theo chúng ta sẽ vẽ đường dây xuống đây. Đó. Rồi. Ok. Rồi. Đó, mình sẽ vẽ xong cái này. Một cái nữa là hai cực này ở trên con chống xét nó sẽ đấu nối tiếp với nhau. À đấu. Nó sẽ đấu với nhau và đưa xuống tiếp điện. Rồi, đây là tiếp điện. Đó. Tiếp điện thì thường nó sẽ có ký hiệu như vậy. Anh em chúng ta cũng đã gặp khá nhiều rồi. Đó. Rồi. Sau khi đã vào CB này xong, mình sẽ tách cái nhánh ra. À, vào chống xét thì mình sẽ tách cái nhánh ra, mình vẽ nó sang CB. Rồi chúng ta sẽ vẽ như sau, vẽ một đường chéo lên. Đó. Ta sẽ qua CB. Ở đây tương tự. Mình sẽ nhô lên lên cao một chút nhé. Để chúng ta có thể lấy cái đường dưới chúng ta vẽ cho cái cực còn lại. Ok, rồi, tiếp. Đó. Rồi, sau khi chúng ta vẽ được hai cái đường tia này rồi, chúng ta sẽ vẽ cái CB. CB thì bao gồm hai cực. À, rất đơn giản. Đó, và anh em sẽ vẽ thêm cái hình như sau. Đây là hệ thống một pha nên chúng ta sẽ vẽ hai cực nhé anh em. Còn đối với hệ thống ba pha thì cái này nó sẽ là bốn cực. Hệ thống ba pha 4 giây đó gồm 3 giây pha và 1 giây trung tính. Rồi, đây là cái CBDC. Thì trên thực tế chúng ta sẽ vẽ như thế này. Còn có một số trường hợp thì một số anh em họ sẽ vẽ theo cái kiểu ký hiệu hiệu symbol. Nó sẽ vẽ hai đường chéo lên và có một cái đường tròn như vậy để thể hiện cho cái cực ấy. Đó thì anh em sẽ thấy có những cái ký hiệu như vậy. Tuy nhiên ở đây thì chúng ta sẽ vẽ theo cái kiểu mình nhìn vào biết cách đấu nối luôn. Đó. Rồi ok. Chúng ta sẽ vì không có bị cực tính nên mình sẽ đưa thằng này ở đây cho nó đẹp. Rồi. Ok, tiếp theo. Đó. Và để kỹ hơn một chút thì anh em có thể ghi chú cực tính.
Mình sẽ dời này qua đây nhé. Đó. Rồi. Rồi, chẳng hạn như vậy, mình sẽ kéo nó lên một chút. Đó, mình có thể để như vậy. Rồi, sau khi cái này qua đây xong thì chúng ta sẽ tiếp tục đi tới inverter. Trước khi vẽ qua thì chúng ta sẽ vẽ cái hình dạng inverter trước. Rồi, đây, mình giả dụ nó như vậy. Thì chúng ta sẽ vẽ một cách sơ bộ như sau. Anh em sẽ vẽ em cái đường như vậy, phân biệt ra luôn. Trong đây chúng ta sẽ vẽ một cái switch để cho người ta nhìn vào, người ta có thể hiểu sơ bộ là trong inverter nó sẽ đi vào phần nào. Rồi. Ok, mình sẽ vẽ ở đây nhé. Đó, ở đây anh em ghi chú là một chiều. Một chiều chúng ta sẽ ghi chú như sau. Đó, chúng ta sẽ vẽ một cái đường như vậy và vẽ thêm hai đường nhỏ có khoảng cách ở giữa. Đó, như vậy người ta sẽ hiểu là đây là DC. Rồi phần AC tương tự như hôm bữa mà chúng ta đã vẽ rồi. Chúng ta sẽ vẽ như vậy. Đó. Và mirror. Rồi, mình sẽ mirror tiếp để có một cái đường cong. Đó. Rất đơn giản đúng không anh em? Như vậy người ta sẽ hiểu là nó sẽ vào trong vị trí của switch và đi qua bộ. Sau khi qua inverter nó sẽ ra điện xoay chiều. Rồi. Còn về những cái chi tiết trong đây chúng ta không cần ghi chú quá kỹ. Nó cũng không thực sự là cần thiết cho lắm. Vì đây là chúng ta chỉ nhìn vào để đấu nối thôi. Rồi mình sẽ dời hai cái đường này vào trong cho nó hợp lý một chút. Ok. Đây sẽ là cái switch. Thì người ta sẽ, đó, sẽ vẽ như vậy. Đây mình sẽ vẽ thêm một cái nút. Rồi, tạm thời như vậy nha anh em. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ hai đường này vào này. Rồi, ví dụ mình cho đây đi. Ok, chúng ta tiếp tục ghi chú cực tính. Rồi, đây là cộng. Anh em nhìn cái đường này nhé. Để ghi chú. Rồi, trừ. Đó. Thì để tránh họ đấu lộn cực tính. Thông thường thì những dòng inverter mới hiện nay khi chúng ta đấu mạnh ngược cực tính thì bật nó sẽ không lên. Hồi xưa thì có thể tệ hơn đó là nó sẽ gây hư inverter. Tuy nhiên đối với những thế hệ mới hiện nay thì họ có chức năng là chống đấu ngược cực. Bạn bật cái inverter nó sẽ không lên và nó sẽ không bị ảnh hưởng tới inverter. Rồi, ok. Đây mình sẽ chúng ta sẽ kỹ hơn một chút. Chúng ta sẽ vẽ qua đây. Đó. Rồi. Rồi, ok. Như vậy chúng ta đã đấu vào tới inverter rồi này. Bước tiếp theo mình sẽ vẽ cái đầu ra AC. Đầu ra AC chúng ta gồm hai dây. Đó là đó. Chúng ta sẽ có hai dây như vậy và ngoài ra chúng ta còn có một dây khác nữa. Đó là dây BE. Mình sẽ ghi ra đây. Rồi, vậy dây BE nó sẽ nối đi đâu? Chúng ta sẽ nối chung và tiếp điện.
chúng ta sẽ đổ chung vào tiếp điện. Rồi, sẽ ghi chú ở đây nhé. Hầu như rất nhiều hệ thống, có một số hệ thống thì thậm chí là ở trước nhà khách hàng là họ dán bê tông hết rồi, xung quanh là không có đất, không có đất vườn, không có chỗ nào mà chúng ta đóng luôn. Thì anh em cũng chịu khó, tại vì nếu như chúng ta không có dây BE này, hệ thống rất hay báo lỗi, quá dòng rò. Và đó là một trong những cái vấn đề tương đối là sẽ làm phiền anh em khá là nhiều. Nên là chúng ta cố gắng kiếm một cái điểm đóng dây BE, đóng đóng cái cộng đồng, và sau đó cái cộng đồng đó chúng ta sẽ nối vào một cái dây. Thường là anh em chúng ta sẽ lấy cái dây đó có màu là màu xanh sọc vàng, vàng sọc xanh, xanh lá cây á đó. Đó, và chúng ta gọi nó là dây BE, dây nối đất. Rồi, bên đây sẽ là N. Ok. Rồi, chúng ta sẽ đi tiếp sang CB AC. Mình sẽ lấy tương tự nhé. Rồi, CB AC chúng ta sẽ đấu hai đầu này vào. Rồi, đây. Tiếp theo. Ok, mình sẽ hạ nó xuống một chút cho nó đều. Rồi. Ok nha anh em. Và tiếp theo sau CB AC thì nó sẽ đi tới phần hòa lưới. Hòa lưới thực chất là chúng ta đấu nối vào tủ điện, ngay tại vị trí tủ điện chính của ngôi nhà đó, hoặc là của các nhà xưởng, tùy theo vị trí lắp đặt. Cũng có thể là chúng ta sẽ đấu nối ở cái tầng tầng áp mái, nếu như ở đây mình nói là, chúng ta sẽ nói là nếu như cái dây tổng kéo từ tầng áp mái đó xuống tới cái tủ tổng nó đủ dòng để dẫn dòng công suất của inverter. Ví dụ như con này 2 kg thì mình ví dụ cái dòng nó khoảng là 2 kg, ví dụ đi, mình ví dụ là 8 ampere chẳng hạn, thì cái dây đó chúng ta phải kiểm tra là nó có đủ khả năng để dẫn 8 ampere xuống hay không. Đối với hệ thống nhỏ thì có thể không ảnh hưởng nhiều, nhưng đối với các hệ thống lớn thì khi cái dòng nó tăng lên, nếu như tiết diện dây không đủ là sẽ dẫn tới phát nhiệt quá mức ở trên dây dẫn AC, và sau một thời gian thì anh em sẽ thấy cái dây đó nó bị hư hỏng cách điện, và đồng thời nó hư luôn cái dây đó, thì thời gian mà chúng ta đi thay thế lại cái dây đó mất nhiều thời gian. Và chưa kể đối với cái dây âm tường thì chúng ta sẽ thật sự là không ai muốn là đục tường nhà khách hàng để thay dây cả, rất là bất tiện. Nên vì vậy anh em chúng ta nên chú ý cái vấn đề đó, thì nó sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta. Rồi, ok, như vậy là hai cực dưới đấu rồi. Rồi, ok, hầu như các thông số này chúng ta đã làm rồi này. Và còn một cái nữa đó là tấm pin, trên tấm pin nó cũng sẽ có dây BE. Ở đây thì để đơn giản anh em sẽ làm như sau này, anh em sẽ vẽ dưới đây, rồi anh em kéo qua đây. Đó, nếu mà đẹp hơn thì anh em đưa đường này xuống này. Đó, mình sẽ kéo này xuống đây rồi, và chúng ta sẽ nối các điểm này lại. Đó, về mặt định chúng ta sẽ hiểu ở đây hai cực và đây sẽ là vị trí dây BE. Thì ở trên cái khung nhôm của tấm pin nó sẽ có một cái lỗ, là nó ghi chú cái ký hiệu gần tương tự như vậy. Và chúng ta sẽ
JBE chúng ta sẽ có thêm cái đầu code nữa. À, đầu code chúng ta bấm JBE và sau đó chúng ta kết nối. Thì đối với dàn khung thép khi chúng ta khoan và bắt tấm pin vào khung dàn thì khung dàn nó đã là một cái JBE rồi. À, khung dàn là một cái JBE rồi. Còn một số loại rêu nhôm chuyên dụng mà chúng ta hay lắp ở trên các cái mái ngói và mái tôn thì một số loại nó sẽ có một cái phủ lớp chống oxy hóa ở bên ngoài. Nên khi anh em kết nối dàn khung rêu nhôm, nếu chúng ta kiểm tra mà thông mạch á, thì cái bề mặt cái dây BE đấu với tấm pin, tức là BE nó không tiếp địa với cái dàn khung rêu nhôm, nên điều đó bắt buộc chúng ta phải nối từng tấm pin lại với nhau. À, nối cái chỗ BE của từng tấm pin lại với nhau và sau đó kéo về vị trí nối tiếp điện. Đó, nó là như vậy nha anh em. Rồi điểm này thì chúng ta sẽ vẽ đơn giản như sau. Rồi. Đây. LN rối loạn. Thông thường thì chúng ta vẽ như vậy thôi, còn trên thực tế khi đi ra thi công, tại vì tất cả những cái này nó không quy định cực tính. À, nói ở đây âm dương nhưng thực chất ở trên CB và ở trên chống xét thì chúng ta đảo hai cực lại không sao hết. À, chúng ta đảo, ví dụ có đấu dương bên đây âm bên đây cũng không sao. CBDC tương tự, CBAC thì cũng không phân biệt, trừ các loại CB đặc biệt thì nó phân biệt bắt buộc là phải LN, còn thông thường chúng ta đảo không sao hết. Đó, nếu chúng ta vẽ như vậy để cho nó dễ nhìn, còn trên thực tế khi đấu ở ngoài thì anh em sẽ đấu ở vị trí nào nó tiện và nó đẹp cho cái tổ hủ điện của chúng ta. À, ok rồi, thì hai cái phần này nó sẽ nằm trong tủ điện nên chúng ta sẽ ghi chú đó. Ở đây thì do mình vẽ hơi nhỏ nên kéo đây nhé. Rồi, kéo đây. Rồi. Ba thằng này nó sẽ đi vào CB hòa lưới. CB hòa lưới ở đây chúng ta chỉ cần ghi chú một cách rất rất đơn giản như sau. Đến CB tổng của tủ điện chính. Trong trường hợp anh em đấu hòa lưới ở tủ điện chính thì anh em sẽ ghi như vậy. Còn nếu mà chúng ta đấu ở tủ tầng thì chúng ta sẽ ghi đến CB tổng của tủ tầng. Ok, để trực quan hơn, cái phần này mình sẽ ghi chú lại ở bên paper nhé. Ở đây trực quan hơn, chúng ta sẽ vẽ một cái tam giác. Rồi. Ok, ta sẽ chép qua đây. Rồi, hai vị trí này nó sẽ đi tới. Rồi, chúng ta sẽ ghi chú bên kia. Đó, như vậy là anh em có thể thấy các tấm pin này nó sẽ đấu nối vào chống xét này. À, nó sẽ đấu nối vào CBDC. Sau đó là nó đấu nối vào inverter. Rồi, đi ra CBAC và tới tủ hòa lưới. Quá đơn giản đúng không anh em? Quá rất đơn giản luôn. Rồi mình sẽ kéo này xuống này. Đó. Ok. Thì nếu như anh em thấy cái tấm pin này nó hơi lớn một chút thì anh em có thể kéo lại. Kéo lại. Đó. Còn theo mình thì mình để như vậy luôn. Rồi. Ok, thì sau khi chúng ta vẽ được những cái này rồi, chúng ta sẽ qua paper. Và chúng ta chỉ sử dụng lệnh insert cái khung vào trước nhé. Rồi, đây khung mới. Ok. Rồi, chúng ta tạo một cái viewport bằng lệnh MV. Rồi, anh em nhấp đôi vào và chọn tỷ lệ scale phù hợp. Ở đây thực chất là chúng ta sẽ zoom lên, khi nào mà thấy nó tương đối phù hợp thì chúng ta sẽ dừng lại. Sử dụng một chút nữa.
Rồi, ở đây mình sẽ mở rộng ra một chút. Rồi, thấy chưa nhỉ? Đó. Nếu cái này hơi dài, anh em sẽ qua model và anh em thu ngắn lại. Đó, rất đơn giản. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành tới cái bước ghi chú các cái thông số cần thiết. Rồi, đây ví dụ như là 8 tấm pin đúng không? Chúng ta sử dụng lệnh MT. Vẽ 8 tấm. Đó. Tại sao mình không ghi chú bên kia các anh em nha? Vì chúng ta muốn là những cái chữ trên đây nó sẽ đều với nhau. À, thì khi sử dụng lệnh MV nó đã kêu lại rồi. Nếu như cái chữ đây chúng ta viết kích thước nó không phù hợp thì khi qua đây chúng ta tạo viewport, chúng ta phải qua bên model sửa lại, rất mất thời gian. À, nên anh em ghi chú ở bên bên paper thì bất cứ anh em scale như thế nào lúc viết chữ lên đây nó đều là một một kích cỡ. À, bản vẽ chúng ta sẽ đẹp hơn và chuyên nghiệp hơn. Rồi. Ok, mình sẽ chép thêm qua đây. Space. Rồi. Khi ghi chú anh em chú ý nhé, rất dễ trường hợp chúng ta phóng vào quá to và chúng ta nhấp đôi vào. Đó. Thì chúng ta zoom nhỏ lại không được nữa. Lúc này chúng ta sẽ dùng lệnh như sau. Lệnh đó là P. Space. Rồi, anh em zoom lại được. Đó, anh em chú ý điều này nhé. Rồi, chống xét DC. Ok. Tiếp theo đó là CBDC. Rồi. Inverter chúng ta sẽ đặt nó lên đây. Inverter. À, nếu kỹ anh em ghi chú thêm SMA SB 2.0. Rồi. Ok nè. Tiếp theo là CB AC. Rồi. Tất cả những gì chúng ta ghi chú trên đây là thiết bị chúng ta sẽ cung cấp cho khách hàng. Còn nếu có phần nào khách hàng cung cấp thì anh em sẽ ghi chú ở trên đây nhé. Rồi, ok. Như vậy cái phần này xong. Chúng ta đã xong được một phần. Tiếp theo đó là dây dẫn. À, về phần dây dẫn ở đây có 8 tấm thôi. Thì thông thường một string chúng ta sẽ đi dây 4 chấm. À, song song hai string chúng ta sẽ đi dây 6 chấm. Đó. Ok, ở đây mình sẽ đi 4 chấm thì cái cách ký hiệu là như như sau. Chúng ta sẽ vẽ đường chéo như vậy. À, hoặc không cần vẽ đường chéo, anh em đơn giản ghi như sau. Đó là chủng loại dây. À, ở đây thì mình không có catalog của các cái dây DC chuyên dụng nên mình sẽ ghi một cách chung chung. Chúng ta sẽ có thể chỉnh sửa lại sau. Rồi, ở đây nhé, dây dẫn DC này 4.0 nhân 2. Hai là số lượng trước, 2 nhân 4.0 mm. Thì người ta sẽ hiểu là ở đây có hai cọng dây và tiết diện của mỗi cọng đó là 4 mm. Rồi, anh em sẽ để như sau này. Các tấm pin về các tấm pin kết nối với nhau thì nó đã có dây sẵn rồi. Nên chúng ta không cần quan tâm đến nó lắm. Điều chúng ta quan tâm đây là hai cái dây này. À. Đó, hoặc là một cách đẹp hơn anh em có thể làm như sau. Anh em sẽ vẽ một cái đường ellipse. Mình sẽ mở vòng này này. Đó. Và chúng ta đó, chúng ta sẽ vẽ như vậy. Trông nó sẽ pro hơn.
Rồi, tương tự anh em sẽ ghi chú cho các phần còn lại. Ở đây thì 2.0 á, dây 4 chấm thì ở đây cũng sẽ là dây 4 chấm. Rồi. Và cái dây BE này thì thông thường là chúng ta sẽ lấy dây 6 chấm. Rồi mình sẽ copy xuống đây. Đây thì chúng ta sẽ vòng lại. Ok. Ở đây chúng ta sẽ ghi là dây BE 2 x 6.0. Nếu kỹ hơn thì chúng ta ghi 1x nha. Rồi. Đó rất đơn giản nha anh em. Và ở đây tương tự thì cũng là dây 2 x 4.0 này. Đó. Và đây dây AC thì cái hướng dẫn lựa chọn dây AC trong cái phần này anh em sẽ đọc thêm ở phần hướng dẫn chọn dây AC thì nó có nguyên một cái tool luôn. Chúng ta chỉ việc vào khai báo thông số và nó sẽ lựa chọn ra cái dây AC đó. Và thực sự cái tool đó thì cũng là một phần tham chiếu thôi. Còn thông thường thì chúng ta sẽ lựa chọn theo kinh nghiệm. Ví dụ như anh em thấy là các công trình trước đã làm dây này nó ok. Có thể là trên tool nó chọn là dây 6 chấm đấy, nhưng mà chúng ta thấy chọn dây 4 chấm ok rồi. Hoặc là chúng ta muốn muốn có cái giá nó hợp lý hơn cho khách hàng. Đó thì chúng ta sẽ dựa vào kinh nghiệm. Còn cái tool mà trên link của tài liệu này thì nó sẽ là một cái gì đó tham chiếu thôi, hoặc là những anh em mới thì anh em có thể sử dụng cái đó nếu anh em cảm thấy là lo lắng và nghi ngại khi lựa chọn dây AC mà không biết là nó có đủ hay không. Rồi chúng ta sẽ vào cái phần link này nhé. Rồi. Dây dẫn AC. Ở đây mình ví dụ giả sử như mình chọn là dây 4 chấm đi. Ok. Rồi. Và kỹ hơn, nếu kỹ hơn thì anh em sẽ ghi một số thông số lên. Thường là chúng ta sẽ ghi cái mã hiệu, ví dụ như CBDC này chẳng hạn, như mình ví dụ đi ABB rồi mã nó là bao nhiêu đó, XYZ gì đấy đó. Và sau khi có cái mã chúng ta sẽ có dòng định mức của nó, ví dụ ở đây là 15 A chẳng hạn đó. Như vậy là anh em viết lên như vậy thì người ta nhìn và người ta sẽ hiểu làm DC loại CB dòng định mức và của hãng nào, một số thông tin sơ bộ. Tương tự như bên đây inverter em đây thì mình đã có ghi rồi, ok rồi nha anh em. Dây dẫn AC CBAC tương tự nhé, CBAC anh em ví dụ ghi là Schneider dòng là 15 A 16 A chẳng hạn. Rồi. Đó rất đơn giản. Chỗ này thì nó sẽ là cái cặp MC4. Cái cặp MC4. Ở đây cũng là MC4, chúng ta sẽ không ghi chú. Và chúng ta sẽ nói cho nhà thi công, tại vì thật sự khi ra ngoài nhìn tấm pin và nhìn cực tính đó, thì cái này nó không bao giờ lộn được. Cộng MC4 thì âm nó chỉ cắm vào dương được, còn hai đầu âm là hai đầu cái thì dù người ta có cố tình cũng không thể cắm vào được. Ở trong trường hợp mà bóc cả dây ra mà nối lại thì cái đó thì chúng ta không bàn tới. Còn trên thực tế thì khi mà nhìn thấy các tấm pin, nhìn 8 tấm pin như vậy thì họ sẽ biết là cắm như vậy, như vậy cắm âm dương lại với nhau rất đơn giản và không thể nào lộ được, nên chúng ta sẽ không ghi chú cộng MC4 trên đây. Còn ở inverter thì thông thường đi kèm với inverter nó sẽ có vài cặp MC4 từ 1 cho tới 2 cặp, thì chúng ta sẽ lấy ra và bấm trực tiếp luôn. Còn ở trên dàn pin thì chúng ta sẽ dự trù, ở đây sẽ là thường sẽ có một cái MC4 này để cắm, để nối với dây dương này. Ở đây có một MC4 để kéo kéo dây âm.
Và hai cái này chống xét DC và CBDC nó sẽ nằm trong một cái tụ điện. Và chúng ta sẽ lựa chọn cái tụ điện phù hợp. Thì anh em sẽ chọn chống xét trước này, chọn CB này, sau đó tổng cái kích thước lại. Và chúng ta sẽ lựa chọn cái tụ điện sao cho nó phù hợp. Thường là sẽ hai cái này nó sẽ lắp trên đinh rail. CBAC tương tự. Và ở phần trước thì chúng ta có chia sẻ với nhau đó là ở một số hệ thống thì người ta sẽ bỏ cái CBDC này đi. Bỏ CBDC này và người ta đặt cái CBAC này vào vị trí này. Cách đấu dây vẫn tương tự. Tuy nhiên việc đưa cái CBAC này vào cái tủ này nó sẽ gọn lại. Nó sẽ gọn, nó đẹp hơn. Trong khi nếu chúng ta tách riêng hai tủ á, thì anh em thấy là bên đây nó sẽ ok này. Còn bên chỗ này CBAC thì nó hơi lạc lõng một chút. Hơi lạc lõng một chút. Thì tùy theo cách thiết kế của anh em, tùy theo nhu cầu khách hàng thì chúng ta sẽ có các cái phương án khác nhau. Nếu khách hàng yêu cầu kỹ hơn thì chúng ta tách đi hai tủ. Còn nếu mà khách hàng họ mong muốn là có cái giá tốt và cũng không cần bảo vệ nhiều lắm thì anh em có thể bỏ cái CBDC đi. Chúng ta nối vào chống xét và đi vào inverter. Và sau đó thì cái CBAC này, chúng ta sẽ đặt vào chung với chống xét DC thành một cái tủ. Nó đơn giản thôi nha anh em. Rồi ok. Còn một phần nữa đó là cái phần chống ở dưới đây. Phần chống dưới đây thì anh em sẽ làm gì? Anh em sẽ vẽ các cái bảng và chúng ta sẽ ghi chú này. Cái thứ nhất là các thông số của tấm pin. Thông số tấm pin bao gồm công suất, loại tấm pin, xuất xứ, thông số điện áp bao gồm điện áp hở mạch và điện áp làm việc, dòng điện bao gồm dòng điện ngắn mạch và dòng điện làm việc. Rồi tiếp theo đó các thiết bị như inverter chúng ta cũng tương tự luôn. Công suất này, hạn sản xuất này, rồi có thể ghi thêm xuất xứ nữa để có thể trong trường hợp là anh em đưa bản vẽ này cho khách hàng, chúng ta sẽ show ra cái nguồn gốc xuất xứ. Rồi nguồn gốc xuất xứ và các thông số như là dòng điện làm việc, dòng điện áp làm việc, điện áp MPPT, rồi dòng AC của inverter, điện áp cho phép tối đa DC của inverter, và các cái thông số của chống xét, ví dụ như là dòng cắt, điện áp định mức, điện áp cắt này. Tất cả những thông số đó hầu như trong catalog đã có hết. Chúng ta chỉ việc nhìn và chúng ta ghi vào trong đây thôi. Rồi CBDC tương tự, các thông số dòng áp CBAC tương tự luôn. Và cái phần dây dẫn này anh em cũng ghi chú nhé, loại dây dẫn của hãng nào, xuất xứ, điện áp cách điện, dòng dẫn, dòng tối đa, dòng tối đa cho phép. Rồi thì tất cả đều có trong catalog, anh em sẽ lập thành các cái bảng anh em ghi dưới đây. Để giúp cho giúp cho nếu như đối với các đội thi công nhỏ thì không cần, tuy nhiên khi các cái hệ thống lớn chúng ta sẽ cần cái bảng này để nó tăng tính chuyên nghiệp. Cái thứ hai là nếu như kỹ sư hoặc giám sát viên mà họ cần tham khảo các thông số của thiết bị để thay đổi hoặc là chỉnh sửa gì đó thì chúng ta có cái bảng này sẽ rất là tiện lợi. Đối với hệ thống nhỏ thì anh em làm nó tăng cái tính chuyên nghiệp của anh em lên, và khách hàng họ nhìn vào họ sẽ thích chúng ta hơn. Đó là một điểm mà chúng ta sẽ cải thiện được cái bản vẽ, chất lượng bản vẽ. Rồi về phần đấu nối chi tiết thì nó chỉ phần bao gồm những cái phần như vậy thôi, đối với một cái hệ thống đơn giản. Thì tiếp theo chúng ta sẽ tới với một cái phần gần như là phần cuối cùng, đó là chúng ta sẽ xuất bản vẽ như thế nào. Như cái bài trong những bài đầu tiên thì chúng ta có chia sẻ với nhau, đó là việc tạo nhiều bản vẽ trên model. Chẳng hạn chúng ta có 9 bản vẽ và chúng ta sẽ vẽ 9 bản ở trên model này thì quá trình in ấn nó rất là phức tạp. Thứ nhất là anh em phải lựa chọn cái khung phù hợp này.
Ví dụ như bố trí tấm pin này thì anh em phải keo cái tỷ lệ khác, và cái dàn khung này anh em cũng phải keo cái tỷ lệ khác, dẫn tới là thứ nhất chúng ta phải xuất riêng lẻ từng bản vẽ với các kích thước khác nhau. Ngoài ra chúng ta phải tạo cái tỷ lệ đêm chữ cho nó phù hợp với từng bản vẽ. Đó. Thứ nhất là tạo khung phù hợp, thứ hai là chỉnh lại tỷ lệ đêm phù hợp. À, và cái thứ ba nữa là sau khi xuất tất cả bản vẽ rồi, chúng ta là phải gộp lại một lần nữa cho nó thành một file. À, quá trình đó thì nó tương đối phức tạp, và chúng ta sẽ có một cái cách xuất rất là đơn giản bằng cách sử dụng phương pháp layout mà anh em chúng ta đã trải qua trong những ngày vừa rồi. À, thì ok, như vậy hiện tại mình đang có bốn bảng này. Cái bảng đấu nối sơ đồ lớn tuyến thì hiện tại chúng ta không có để đây. Rồi, giả sử bây giờ chúng ta muốn xuất cái hệ thống này ra file PDF thì sẽ như thế nào? À, rất đơn giản, anh em chọn, anh em nhấn chọn trang bìa, sau đó giữ Control và nhấn các cái paper còn lại. Sau khi chọn xong, chúng ta nhấp phải này, chúng ta chọn Public Selected Layout. Rồi, ở đây, nè, Public to anh em chọn là PDF. Đó. Và sau đó anh em nhấn public. À, ở đây có một ghi chú là anh em nhớ bỏ chọn cái public in background nhé. À, tại vì nó sẽ chạy nền. Cái suất này nó sẽ chạy nền và chúng ta chờ kết quả ra nó khá là lâu. Đôi khi anh em đang cần gấp mà chúng ta chọn cái chế độ này cũng sẽ khá là bực mình. À, thì anh em sẽ bỏ chọn này nhé. Chúng ta chọn public này. Sau đó chúng ta sẽ xuất ra. Rồi ví dụ mình để document này. Select. Đó, thì quá trình xuất bản vẽ sẽ bắt đầu. Rồi, ở đây anh em thấy này. Với cái template này thì Solar 4 giờ đã có một cái ưu ái là căn chỉnh sẵn cho anh em rồi, anh em chỉ vào và public là nó sẽ ra bản vẽ luôn. Còn đối với những anh em mà bắt đầu lại từ đầu á thì chúng ta phải căn chỉnh những cái lề này để khi in thì nó sẽ bao trọn được cái khung. À, rồi đó anh em có thể thấy đó, đó rất là đơn giản, chỉ đúng một thao tác chọn và nhấn lệnh in, anh em đã có được một cái bảng PDF. À, còn đối với phương pháp xuất trên model thì nó tốn rất là nhiều thời gian. Phần này nó sẽ giúp cho anh em tiết kiệm được rất là nhiều. À, và sau này thì anh em có thể in cái bảng này ra A3 này. Ok. Rồi, như vậy anh em chúng ta đã trải qua 6 ngày. 6 ngày trong cái phần mà 7 ngày thiết kế điện mặt trời hòa lưới trên phần mềm AutoCAD. Thì trong cái phần bài này sau đó nó sẽ có một cái phần comment thảo luận, thì mọi thắc mắc anh em có thể trao đổi với nhau ở trên cái post đó nhé. Rồi ok, còn trong ngày cuối cùng chúng ta sẽ tổng kết một số nội dung và sẽ giúp cho anh em có được cái nhìn tổng quan là chúng ta đã qua được những kiến thức nào và chúng ta sẽ ứng dụng những cái điều này trong các hệ thống ra sao. Thì đó là những nội dung của ngày cuối cùng, ngày thứ bảy. Và xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video ngày thứ sáu này của Solar 4 giờ. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn tất cả anh em rất nhiều.